Chiều 11 tháng 4, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết với vợ chồng cựu công an cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng và nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hoan, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mức án 24 tháng tù và Quách Thị Thơm, vợ Hoan, lãnh 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bị cáo Nguyễn Sơn Thành, 41 tuổi, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Đỗ Mạnh Dương lãnh 5 năm tù, Nguyễn Thị Thanh lãnh 4 năm tù, Lê Đức Lợi bị tuyên phạt 24 tháng tù, Mai Thị Khanh lãnh 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội đánh bạc. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, cơ quan điều tra có một số thiếu sót trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng. Điển hình như liên quan đến chiếc điện thoại iPhone X của bị cáo Nguyễn Sơn Thành đến nay chưa đủ căn cứ để chứng minh có việc lập biên bản thu giữ ngay từ đầu. Cũng chưa đủ cơ sở cho thấy có vi phạm quy định tố tụng. Cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tòa nhấn mạnh. Theo bản án, quá trình điều tra, một số bị cáo được triệu tập và không lấy được lời khai nhưng không lập biên bản. Điều này là chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định tố tụng hình sự, hội đồng xét xử đánh giá. Dù chỉ ra những thiếu sót trên, nhưng tòa cho rằng vấn đề này không làm thay đổi bản chất vụ án. Các tài liệu được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp.